Mình chào các bạn. Chào các hộ. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một số tên nam nữ bằng tiếng Quảng Đông. Giới thiệu nam nữ mình chính. Giới thiệu nam nữ mình chính. Bạn tên gì? Lý kêu mất dễ mẹn. Lý kêu mất dễ mẹn. Hoặc là bạn tên gì? Lý điểm chính phu. Lý điểm chính phu. Khởi đầu, câu trả lời đơn giản nhất, tên lẻ là tôi tên. Ngô kêu A. Ngô kêu A. Tôi tên Trang. Ngô kêu A Trang. Ngô kêu A Trang. Tôi tên Kiều Trang. Ngô kêu Kiều Trang. Ngô kêu Kiều Trang. Tôi tên Suối. Ngô kêu A Truyền. Ngô kêu A Truyền. Tôi tên Chí. Ngô kêu A Chí. Ngô kêu A Chí. Tôi tên Hoa. Ngô kêu A Hoa. Ngô kêu A Hoa. Bạn tên gì? Lý kêu mất dễ mẹn. Lý kêu mất dễ mẹn. Tôi tên Bích. Ngô kêu A Bích. Ngô kêu A Bích. Tôi tên Cúc. Ngô kêu A Cúc. Ngô kêu A Cúc. Tôi tên Thiên. Ngô kêu A Thiên. Ngô kêu A Thiên. Tôi tên Hồng. Ngô kêu A Hồng. Ngô kêu A Hồng. Tôi tên Mai. Ngô kêu A Mùi. Ngô kêu A Mùi. Bạn tên gì? Lý kêu mất dễ mẹn. Lý kêu mất dễ mẹn. Tôi tên Sơn. Ngô kêu A San. Ngô kêu A San. Tôi tên Tâm. Ngô kêu A Sâm. Ngô kêu A Sâm. Tôi tên Tân. Ngô kêu A San. Ngô kêu A San. Tôi tên Hồng. Ngô kêu A Hồng. Ngô kêu A Hồng. Tôi tên Tiến. Ngô kêu A Trần. Ngô kêu A Trần. Bạn tên gì? Lý điểm chính phu. Lý điểm chính phu. Tôi tên Phong. Ngô kêu A Phong. Ngô kêu A Phong. Tôi tên Chính. Ngô kêu A Trình. Ngô kêu A Trình. Tôi tên Huy. Ngô kêu A Phi. Ngô kêu A Phi. Tôi tên Phú. Ngô kêu A Phù. Ngô kêu A Phù. Tôi tên An. Ngô kêu A Ngon. Ngô kêu A On. Tôi tên Minh. Ngô kêu A Mình. Ngô kêu A Mình. Tôi tên Phúc. Ngô kêu A Phúc. Ngô kêu A Phúc. Bạn tên gì? Lý điểm chính phu. Lý điểm chính phu. Bạn tên gì? Lý kêu mất dễ mẹn. Lý kêu mất dễ mẹn. Tôi tên Lộc. Ngô kêu A Lộc. Ngô kêu A Lộc. Tôi tên Thọ. Ngô kêu A Sầu. Ngô kêu A Sầu. Tôi tên Dũng. Ngô kêu A Dũng. Ngô kêu A Dũng. Tôi tên Xuân Trực. Ngô kêu Xuân Trực. Ngô kêu Xuân Trực. À, mình lưu ý là các bạn khi giới thiệu tên, cả họ và tên, tên có tên điểm thì không cần thêm chữ A. Mình thí dụ, tôi tên Cao Xuân Trực. Ngô kêu Cao Xuân Trực. Ngô kêu Cao Xuân Trực. Hay là tôi tên Xuân Trực. Ngô kêu Xuân Trực. Ngô kêu Xuân Trực. Tôi tên Thanh. Ngô kêu A Sinh. Ngô kêu A Sinh. Bạn tên gì? Lý kêu mất dễ mẹn. Lý kêu mất dễ mẹn. Tôi tên Chi. Ngô kêu A Chi. Ngô kêu A Chi. Tôi tên Hạ. Ngô kêu A Hà. Ngô kêu A Hà. Tôi tên Thu. Ngô kêu A Châu. Ngô kêu A Châu.
Tôi tên Đông. Tôi kêu là Đông. Tôi kêu là Đông. Tôi tên Trực. Tôi kêu là Trực. Tôi kêu là Trực. Tôi tên Nguyên. Tôi kêu là Nguyên. Tôi kêu là Nguyên. Tôi tên Kiều. Tôi kêu là Kiều. Tôi kêu là Kiều. Tôi tên Kiều. Tôi kêu là Kiều. Tôi kêu là Kiều. Tôi tên Nghĩa. Tôi kêu là Nhi. Tôi kêu là Nhi. Bạn tên gì? Bạn kêu cái gì mạng? Bạn kêu cái gì mạng? Tôi tên Nhân. Tôi kêu là Nhân. Tôi kêu là Nhân. Tôi tên Ngọc. Tôi kêu là Dục. Tôi kêu là Dục. Tôi tên Truyền. Tôi kêu là Truyền. Tôi kêu là Truyền. Tôi tên Thống. Tôi kêu là Thống. Tôi kêu là Thống. Tôi tên Nhất. Tôi kêu là Nhất. Tôi kêu là Nhất. Bạn tên gì? Bạn điểm xưng hô? Bạn điểm xưng hô? Bạn tên gì? Bạn kêu cái gì mạng? Bạn kêu cái gì mạng? Tôi tên Nhật. Tôi kêu là Nhật. Tôi kêu là Nhật. Tôi tên Nguyệt. Tôi kêu là Nguyệt. Tôi kêu là Nguyệt. Tôi tên Nga. Tôi kêu là Ngô. Tôi kêu là Ngô. Tôi tên Hòa. Tôi kêu là Hòa. Tôi kêu là Hòa. Tôi tên Bình. Tôi kêu là Bình. Tôi kêu là Bình. Bạn tên gì? Bạn kêu cái gì mạng? Bạn kêu cái gì mạng? Tôi tên Đại. Tôi kêu là Đại. Tôi kêu là Đại. Tôi tên Phát. Tôi kêu là Phát. Tôi kêu là Phát. Tôi tên Tài. Tôi kêu là Tài. Tôi kêu là Tài. Tôi tên Lan. Tôi kêu là Lan. Tôi kêu là Lan. Bạn tên gì? Bạn kêu cái gì mạng? Bạn kêu cái gì mạng? Tôi tên Kim. Tôi kêu là Kim. Tôi kêu là Kim. Tôi tên Tiên. Tôi kêu là Xin. Tôi kêu là Xin. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay. Thì các bạn xem coi coi có tên của mình không ha. Thì các bạn cứ luyện đọc, luyện nói, luyện nghe. Thì các bạn dần dần sẽ giỏi. Và sau cùng thì mình luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng và hẹn gặp lại. Chào kiên. Bye bye.